Hello anh em nhé, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh phần setting trong cài đặt game. Đó thì nhiều bạn vẫn chưa chỉ biết chỉnh setting đúng không? Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Nói chung là chỉnh phần setting này nó cũng dễ anh em ạ, nhưng mà nhiều anh em lại không biết cách cái mẹo này. Cái này thì mình tự nghĩ ra anh em ạ, chứ đéo biết là. Đó, mình đang kẹp điện thoại bằng chân nha, chứ không phải là dùng cái giá đưa điện thoại, nên là anh em thấy nó hơi bị rung một tí. Đó, anh em thông cảm một chút nhá. Đó, để mình vào huấn luyện mình bắn cho anh em xem. Và mình đang bán cái bản 100.000, 70.000 và 150.000. Đó, anh em thấy không? Bắn nói chung là nó cũng đơn giản anh em. Đó, iOS thì cũng như thế anh em ạ. Đó, anh em thấy bắn nó dễ vào đầu không? Bây giờ thì mình chuyển sang nhận cạc anh em nhé. Thì cạc thì sao? Cạc thì chơi nguyên 20.000 anh em nhé, tại vì trích phần trăm nó cao quá. Đó, anh em thấy không? Bản này không phải của mình là file reng hay các kiểu, cho nên là vẫn có thể máu vàng. Đó, dí vào người thì vẫn phun vàng, nhưng mà biết vô tâm thì lại phun đầu anh em ạ. Đó, anh em thấy đơn giản không? Đường lại thẳng băng luôn, mặc dù mình đang chơi Android anh em nhá. Rồi, thì anh em nên chỉnh như nào? Thì đây, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Đây, độ nhạy thì cái này là mình dùng bao tay chỉnh theo cách của mình, luôn luôn phải để full 100. Nếu anh em không chỉnh theo cách của mình ấy, không, chính xác hơn là anh em không mua theo cách công thức chỉnh của mình ấy, thì anh em để độ nhạy của anh em. Đó, còn mua công thức của mình thì anh em bắt buộc phải để full 100. Đây, thì setting đây. Đây nhá, nhiều bạn vẫn để chế độ chạy là tích hợp. Đó, tích hợp là sao? Đây, khi anh em vuốt lên là chạy. Đó, vuốt lên là chạy. Ấn là cũng chạy. Nói chung là giống cái kéo của PUBG anh em. Thì anh em nên để là cổ điển anh em nhá, đừng để là cái tích hợp này, tại vì là bắn nó rất là khó luôn. Còn gợi ý trong trò chơi thì sao? Đây, anh mình để là giản thể nhá. Đó, màn hình nó sẽ mượt hơn một chút, nhưng mà anh em nhìn này. Đó, một là quá đầu, hai là bắn không trúng người. Nói chung là bắn toàn ra ngoài chỗ khác thôi. Anh em nên để là mặc định anh em nhá. Còn thông báo hậu gục anh em nên để là cơ bản. Và hình thức hiển thị sát thương thì mình thích màu vàng, nên là mình để là màu cơ bản. Còn lại anh em cứ nhìn đây. Nút bắn thì sao? Đây, nút bắn anh em nhá. Anh em thấy cái vùng này không? Đó, cái vùng đồi này không? Anh em thấy không? Đó. Nhìn cái vạch này nhá, anh em có thể di chuyển sang bên trái, sang bên phải đều được. Anh em thích làm kiểu gì cũng được. Anh em nói chung là cứ để như này. Anh em nhìn cái đồ rồi đó, đừng để dưới cái phần này nhá, tại vì khi mà chỉnh được cách của mình mà để dưới đấy thì kéo rất là khó luôn. Đặc biệt là nút bắn để kiểu đài xã hội, tức là để tiếp dừng dưới đây này, kéo rất là khó. Đó, thì nói chung là chỉnh nó cũng đơn giản đúng không anh em? Anh em nào muốn mua công thức không dung tâm của mình, anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua Facebook của mình, hoặc là mình để Zalo ở dưới phần bình luận hoặc comment. À thì như nhau mà. Thế nhá, bye bye anh em.